Chị sao vậy? Đưa em xem nào. Chỉ máu số kia. Hôm nay chị sao thế? Mỗi khi chị vẫn nhắc em nhặt hoa thì phải đeo găng tay cơ mà. Ừ, chị quên mất. Chị để em làm cho. Thôi không sao đâu, chị làm được mà. Dạ, cháu nghe đây ạ. Sao ạ? Bác ơi, ở viện nào ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Vân ơi, chị có việc gấp. Hôm nay em chỉ nhận những đơn hàng đơn giản thôi nhé. Ờ, vâng ạ, nhưng mà... Dạ, vâng, cháu đã ở trong viện rồi ạ. Thế tình hình anh Toàn thế nào rồi hả ấy bác? Dạ vâng, vâng ạ. Bác ạ, bác ơi, anh Toàn thế nào rồi hả bác? Nè đâu, nó đuổi theo một nhóm tội phạm rồi bị thương. May chỉ vào phần mềm, nhưng mà vết thương hơi sâu. Khổ thân thằng bé. Chiến sĩ công an, bị thương là chuyện bình thường. Bà phải thấy đó là vinh dự, vì con mình xả thân, bảo vệ sự bình yên của cuộc sống. Máu của ông là máu nóng hay máu lạnh mà ông vô tâm thế? Có đời nào con mình đau như thế mà ông còn nói câu đó được không? Mỗi người thương con một cách. Rồi bà xem, sau mỗi lần vấp ngã, thằng Toàn sẽ lại trưởng thành hơn. Ý ông là muốn nó vấp ngã cho đến khi không đứng dậy được. Đúng là suy nghĩ của đàn bà ấu trĩ. Bà phải nhìn vào tương lai. Thằng Toàn sẽ không sao, rồi nó sẽ được biểu dương, được khen thưởng. Bà phải biết tự hào vì gia đình mình có một người như thế chứ. Bác ơi, bác trai nói đúng đấy bác ạ. Anh Toàn sẽ không sao đâu bác. Con đừng đi đâu nhá. Ở đây với thằng Toàn hộ bác. Từ lúc vào đây, nó chỉ bảo muốn gặp con thôi. Vâng, cháu sẽ ở đây chăm sóc anh Toàn đến khi nào anh ấy bình phục. Bác yên tâm ạ. Nếu con mà bị làm sao, chắc mẹ không sống nổi. Mẹ yên tâm, con trai mẹ mình đồng da sắt, không có vấn đề gì đâu ạ. Được nghỉ ở nhà mấy hôm, con chịu khó ăn uống cho nó lại sức. Con chỉ bị thương nhẹ thôi mà mẹ. Mẹ nói như vậy, người khác lại tưởng con bị trọng thương. Anh soi gương, nhìn lại mặt mình xem. Mắt thì thầm quầng, mặt thì phờ phạc thế kia. Vài hôm nữa con bình phục, lại đẹp dai ngay thôi mà. Toàn này. Dạ. Con phải xin lỗi và tìm cách làm lành với cái Lan đi. Để mất đứa con dâu như nó là mẹ không đồng ý đâu đấy. Với lại cả họ hàng làng mạc đều biết hai đứa yêu nhau. Giờ mà xảy ra chuyện gì mang tiếng lắm. Những chuyện thời gian vừa qua cũng chỉ là những chuyện bất đắc dĩ thôi mẹ. Ừ, mẹ cũng biết con vì công việc. Nhưng cái Lan nó không chấp nhận những chuyện ấy đâu. Nhưng quan trọng là con phải thay đổi tình cảm với nó một chút. Con gái đứa nào chả ưa nịnh. Chuyện tình cảm không ép buộc được đâu mẹ. Biết đâu cô ấy đã có người khác rồi thì sao? Vớ vẩn. Có người khác nó còn đến chăm con làm gì? Nó đang ở dưới nhà nấu nướng kia kìa. Con thì cứ đi biển biệt. Người ta thì có người yêu đưa đón. Đằng này nó đi về thui thủi có một mình. Là con gái, dù gì nó cũng chạnh lòng. Nó còn giận nên mới thế thôi. Bóc cam ăn đi. Rồi nằm nghỉ, mẹ xuống lấy nước cho. Vâng. Ừ.
để bác nhặt nốt cho. Mang giúp bác bình nước lọc lên cho Toàn. Dạ, còn ít rau sống này bác cứ để cháu làm nốt cho ạ. Hải đứa cửa trên phòng mà nói chuyện, việc bếp núc là của bác. Lan này, sắp tới thằng Toàn nó rảnh rang, Hải bác định sang nhà con thư chuyện. Hai đứa thống nhất kế hoạch đi chụp ảnh cưới đi. Đợt này thời tiết đẹp đấy. Chuyện này cứ để từ từ cũng được bác ạ. Còn phải xem ý anh Toàn thế nào đã chứ ạ. Bác biết yêu Toàn con phải chịu nhiều ấm ức, nhưng bác là mẹ, bác hiểu. Thằng Toàn nó yêu con thật lòng. Chỉ có điều công việc của nó như vậy. Vừa rồi có nhiều chuyện hiểu lầm, cháu bỏ qua cho nó nhé. Cháu hiểu mà, cháu không trách anh ấy đâu bác ạ. Bác trai đợt đó không hiểu, cũng giận thằng Toàn nên đuổi nó ra khỏi nhà. Nghĩ lại cũng thấy khổ thân. Đi làm nhiệm vụ mà lúc nào cũng phải lo mình có lỗi với bố, với mẹ, với người yêu. Đúng là lúc ấy cháu cũng giận anh ấy lắm. Có lúc cháu còn nghĩ là không nhìn mặt anh ấy nữa cơ. Nhưng mà rồi cháu lại nghĩ chắc là phải có lý do gì anh ấy mới làm như vậy. Hai đứa yêu nhau hơn 6 năm rồi, tình cảm cũng phải đậm sâu thì mới được bền chặt như vậy. Mọi sóng gió coi như đã qua, hai đứa phải nghĩ đến tương lai. Ngày giờ bác cũng xem hết cả rồi đấy, năm nay cưới là đẹp nhất. Dạ. Tay vẫn còn đau, để em dắt cho ạ. Em vẫn chưa hết giận anh phải không? Anh về đây ạ. Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà. Em chỉ hơi buồn thôi. Nhiều khi anh nghĩ anh thấy mình có lỗi với em, nhưng công việc hiện tại là niềm đam mê của anh. Công việc anh đã lựa chọn, em chỉ có thể chấp nhận, chứ không thể bắt anh vì em mà không làm được. Nhưng điều em cần ở anh là những thứ khác cơ. Đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt, nhưng cũng làm cho em đủ cảm thấy ấm áp khi không có anh ở bên cạnh em. Anh hiểu, đó là thiếu sót của anh, anh nhận ra. Nhưng khi anh bị quấn vào công việc thì anh sẽ không làm việc gì khác được. Em cũng đâu có trách anh. Nhưng anh có cảm giác là em càng ngày càng xa anh. Em không nói em vẫn quan tâm đến anh, nhưng ánh mắt em nhìn anh có điều gì đó rất khác. Cho dù sự thật là gì, anh vẫn sẽ chấp nhận. Nhưng chỉ có điều là em đừng lừa. Em chào chị. Em chào chị. Anh Long đâu? Anh ấy vừa ra ngoài rồi chị ạ. Hai đứa chơi một ván bao nhiêu đấy? Bọn em chơi vui mà chị. Không hiểu sao chị gọi đến mà anh ấy không nghe máy. Máy anh ấy đang sao ngoài kia chị ạ. Chắc anh ấy đi một lát rồi về thôi mà. Hai đứa biết đi đâu không? À, anh vừa ra ngoài mua lá cây dương xỉ về cắm hoa chị ạ. Lúc tối thấy nói chuyện với cô giáo rôm rả lắm. Tối rồi còn cắm kiếp cái gì chứ? Đang có cảm hứng mà chị. Hiếm có người nào chăm chỉ nhanh long lắm chị ạ. Cứ tối về là lại lên mạng xem mẫu rồi còn mua hoa về cắm nữa đấy. Chắc anh ấy sợ học hành không cẩn thận, đến lớp bị cô giáo phạt đứng góc cũng nên. Không hiểu cô giáo có phương pháp gì mà khiến học sinh nhiệt tình và hăng hái thế nhở. Tối về còn cắm hoa nữa cơ đấy. Không chừng thêm một thời gian nữa anh Long lại mở thêm cửa hàng bán hoa nghệ thuật cũng nên. Hai đứa buôn chuyện xong chưa hả? Vắng khách thì đứng dậy mà dọn dẹp đi. Đến lúc về thì vội vội vàng vàng mà xéo. Để cửa hàng bẩn như bãi rác thế này à? Thôi đi làm đi. Hai đứa nhìn cái gì đấy? Bực mình. Em chào chị ạ. Em chào chị.
Bà Tuyết dạo này thiếu hơi da hay sao mà khó tính thế nhở? Cơn ghen ấm ấm ý mà. Nên tao trêu tí xem bà thế nào thôi. Bà này thì thiếu gì dai khác. Ông Long đã không thích rồi lại còn cứ lao đầu vào. Còn tao còn mày, ông ấy sẽ không thoát khỏi bà ấy đâu. Chát chít với anh nào mà vui thế? Chỉ là bạn bè thôi ạ. Em mà có anh nào em báo cáo với chị ngay. À mà chị ơi, hôm nay em vừa mua mấy lọ sơn móng tay để em đánh thử với chị nhá. Thôi, chị cắm hoa suốt ngày, đánh vào nó xước ra lem nhem bẩn lắm. Thôi, cứ để em đánh thử, nếu mà không đẹp thì chị lại xóa đi. Bình thường em không bao giờ để ý mấy thứ này đâu nhỉ? Có anh nào để ý rồi phải không? Khai với chị mau. Không, chỉ là mấy đứa ở cơ quan em thấy chúng nó đánh đẹp mà ra tiệm thì đắt lắm. Thế nên là em tự mua về đánh. À, thế hóa ra tôi là chuột bạch thí nghiệm của cô đấy hả? Cho em mượn một tí thôi. Nhá. Ôi, khiếp quá. Từ từ đã. Đợi tí, chị đọc tin nhắn đã. Để em sơ nốt đã, xong rồi làm gì thì làm. Giời ơi gớm, đằng nào mai chả lau. Đẹp thì cứ để, sao phải lau. Chị lau cho mà tốn công em à. Má, chị cũng phải điệu lên một tí. May mà anh Toàn anh ấy là người đơn giản đấy. Không nhắn tin thì bảo không quan tâm, nhắn tin thì không thèm trả lời người ta. Uầy, đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Sao lại có thể đẹp như thế này cơ chứ? Cũng bỏ công em làm. Thôi, chị ngồi đây mà chiêm ngưỡng đi nhá. Em mỏi lưng lắm, em đi vệ sinh đây. Ngủ ngon nhé. Chào cô. Em chào cô ạ. Chào bạn. Em chào cô, chào ạ. Cô ạ. Chào mọi người. Hôm nay chủ đề gì nhỉ? Bạn nhưng có thể tạo được một lẵng hoa rất sang trọng và tinh tế, phù hợp khi các bạn đặt ở bệ cửa hoặc là đặt ở những nơi không gian dài và hẹp. Chào mọi người. Xin lỗi, tôi đến muộn. Mời anh về chỗ của mình. Sao hôm nay anh Long tới muộn thế? Tôi có việc. Các bạn chuẩn bị nguyên vật liệu cho mình nhé. Hoa hồng đỏ gồm có 5 bông. Hoa ly 2 cành. Sa lem trắng nữa nhé. Với lãng hoa này thì chúng ta sẽ cắm kết hợp với cành lá của thiết mộc lan hoặc là lá cau cảnh. Và nếu muốn thì các bạn có thể thay thế bằng lá của cây vạn tuế. Chọn lãng cắm hoa sao cho phù hợp. Và cuối cùng là một miếng xốp cắm hoa. Đi đâu thế con? Ở nhà ăn cơm đã. Con qua trung tâm đón Lan, rồi bọn con đi ăn luôn ạ. Phải đấy, thỉnh thoảng hai đứa cũng phải đi ra ngoài ăn cho nó thay đổi không khí.
Thế con đã gọi điện hẹn Lan chưa? Hôm nay nó không có ở đấy thì sao? Dạ, con nhớ lịch dạy của Lan mà. Con bất ngờ xuất hiện hay hơn hẹn trước ạ. Mà mẹ hôm nay chịu khó ở nhà ăn cơm một mình nhé. Các con cứ hạnh phúc là mẹ vui rồi. À, để mẹ gọi taxi nhé. Tay con như thế này, sợ đi xe máy nó không an toàn. Dạ, vâng ạ. Buổi học hôm nay kết thúc, mời cả lớp nghỉ. Em chào cô ạ. Chào bạn. Chào các bạn. Sao tôi cắm mãi lãng hoa của mình mà không được đẹp như mấy chị nhỉ? Anh phải đo hai cành hồng rồi cắt chéo chân đi. Đừng có cắt dọc, không tạo được độ nghiêng đâu. Cắm hoa vào giữa mặt xốp, nghiêng 45 độ. Anh cắt ngắn chân đi và cắm sát vào mặt xốp nhé. Có sao không? Cẩn thận, nhiễm trùng đấy, để tôi đi lấy băng gâu cho. Em đang làm gì đấy? Sao anh lại đến đây? Anh ta là gì của em? Anh! Sao anh tan học muộn thế? Làm em chờ mãi? Anh này là bạn trai của chị mà chị kể với em hôm trước à? Anh chị đẹp đôi thật đấy. Khi nào anh chị làm đám cưới, nhớ mời bọn em nhé. Mình về thôi anh, bố đang đợi cơm đấy. Ừ, chào anh, chào cô. Bọn em về đây. Nhanh lên anh, em đói lắm rồi. Anh ấy bị đứt tay, em chỉ giúp băng lại thôi. Sao anh lại hồ đồ thế? Anh cáo có lý do của anh. Quan hệ của anh ta và em là như thế nào? Anh ấy là học viên. Anh ấy đến đây học cắm hoa thì em chỉ biết dạy thôi. Vậy em nghỉ dạy đi. Cái ánh mắt của anh ta nhìn em không phải của một học viên dành cho cô giáo. Thôi em xin anh đấy. Anh đừng nói những câu cảm tính như vậy nữa. Cái gì? Cảm tính á? Nếu vừa xong anh không có lý trí thì anh đã đập cho anh ta một trận rồi. Chẳng nhẽ phải nhìn thấy anh ta ôm em thì anh mới được lên tiếng à? Em với Lâm không có gì hết cả. Vậy học viên có nhất thiết phải đến cửa hàng hoa của cô giáo rồi hai người kéo nhau vào trong nhà đóng cửa lại để tâm sự không? Sao? Anh nói có gì sai à? Mời chú uống nước. Cảm ơn. Em làm cái gì đấy? Em nấu, anh không ăn. Em đổ đi, không được à? Nhưng mà anh thấy người khó chịu nên không muốn ăn, thế thôi. Vì sao? Em bỏ cái kiểu căn vặn người khác đi được không? Anh thấy chị ta có người yêu nên anh ghen tức, bực bội chứ gì. Em đã nói rồi mà anh không tin. Người ta đã có người yêu, anh còn tơ tưởng làm cái gì? Em đừng suy diễn linh tinh. Anh thích chị ta, tại sao không thừa nhận? Anh không muốn ai can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của anh, em hiểu không? Người ta đã có người yêu và biết anh là người yêu của em. Cái gì? Liệu chị ta có dám tiến đến với anh không? Tại sao em có thể dựng chuyện lên như thế được cơ chứ? Vì em yêu anh mà. Vậy mà anh đã tưởng em thay đổi cái đấy. Đúng, em đã thay đổi để có được anh.
Em không phải loại người dễ dàng từ bỏ đâu. Tuyết! Chỉ vì anh không thích nhìn thấy người yêu mình đứng cùng người đàn ông khác. Chuyện qua rồi, em cũng không muốn nhắc lại nữa. Em hiểu được anh là tốt rồi. Trong tất cả các lần đi chơi, anh thích nhất những lúc đi cùng em trên con đường này. Đi bộ là cách tốt nhất để duy trì sức khỏe. Thực ra, đi bộ buổi tối cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Vì đây là lúc cây nhả carbonic. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đều bận cả, nên đành tranh thủ vậy. Xương khớp hoạt động cũng đỡ bị trì trệ mà. Ngày mai bác sĩ hẹn anh đến kiểm tra đúng không ạ? Anh không cần bác sĩ chuẩn đoán, anh cũng biết mình đã khỏe và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới ngay bây giờ. Anh không thể chủ quan như vậy được đâu. Có mỗi một viên đạn thôi mà ăn thua gì. Nghĩ lại, thấy bố anh nói cũng đúng. Ăn uống điều độ và khoa học, kèm theo luyện tập thể chất, thì có thể chống chọi lại tất cả. Đợt này tuy bị thương, nhưng mà anh vẫn thấy mình may mắn em ạ. May mắn vì em đã quay trở lại bên anh. Anh vẫn còn giữ nó. Nếu em cần một lời cầu hôn thì... làm vợ anh nhé. Khánh đi mấy ngày con? Chắc phải mấy tháng bố ạ. Con đã xin phép bố mẹ chồng chưa? Tối hôm qua bố đã hỏi con rồi cơ mà. Thỉnh thoảng con cũng nên về qua nhà. Con chào bố, em chào chị. Con đi làm đi ạ. Ôi, hôm nay ăn diện ấy. Người yêu đang đi làm à? Tại sáng nay có hội nghị khách hàng ở công ty, thế nên là em mới phải ăn mặc như thế này thôi. Thôi đi, đừng có mà đi đâu. Mặt đỏ lựng rồi kia kìa. Bố ơi, con nói đúng không hả bố? Em nói thật mà. Thôi, con đi đây, em đi đi ạ. Này, thế không ăn mà đã đi hả con? Thôi ạ, con đến công ty ăn cũng được ạ. Này, sợ béo là dấu hiệu của việc có người yêu đấy. À mà này, có người yêu nhớ đem về ra mắt cho bố với cả các chị đấy nhá. Chị mơ đi ạ. Vì nó hay ngượng về chuyện yêu đương, con đừng trêu em quá. Có sao đâu ạ. Chị. Này, Lan. Dạ, bố cứ để con. Ai dám đeo nhẫn vào tay của chị gái tôi thế này? Đây là anh Toàn cầu hôn. Anh Toàn á? Bao giờ thế con? Không quan trọng. Thế này là tốt lắm rồi. Thời đại nào rồi mà còn cầu hôn bằng nhẫn vàng trơn. Không được kim cương thì cũng phải bạch kim chứ. Ăn đi con. Vâng ạ. Nó chỉ đơn giản là một món đồ để ghi nhớ cái thời điểm mà hai người chuyển sang giai đoạn quan hệ khác thôi. Quan trọng nó là tình cảm con ạ. Anh Toàn cũng không phải là người quá để ý đến hình thức.
Bố già, bố nghĩ thế còn được. Còn chị, đúng là cả nể. Em á, còn lâu mới chấp nhận như thế. Đến trích nhẫn mà anh ta còn đơn giản. Thế thì cuộc sống sau này sẽ như nào? Này, chị con sắp làm đám cưới, nó là chuyện vui. Đừng nói linh tinh nữa, thôi ăn đi. Con nhìn mặt chị, con chả thấy có một tí tì gì gọi là niềm vui cả. Này, em hỏi thật, chị đang thương hại anh ta đúng không? Chị thấy anh ta bị thương, thấy anh ta hy sinh vì làm việc nghĩa, nên chị thấy áy náy và không dám từ chối chứ gì. Tiên! Nhưng con chỉ nói sự thật thôi mà. Con muốn chị con được hạnh phúc, như thế là sai ạ? Một người đàn ông như Toàn sẽ mang lại sự yên ổn cho chị con. Yên ổn nhưng không yên lòng bố ạ. Con đảm bảo chị Lan không thoải mái với cuộc hôn nhân này đâu. Đúng không hả chị? Câu trả lời là không. Tình yêu sau 6 năm được kết thúc bằng cuộc hôn nhân, như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bố ạ, có người yêu nhau đến 16 năm mà còn ly dị được. Huống hồ chị con không phải là người đã lấy nhau, bất mãn rồi là ly dị. Chả nhẽ bố muốn chị phải sống trong khổ sở, chịu đựng một người đàn ông vừa kỹ tính vừa gia trưởng như thế ạ? Thôi im đi. Bố, bố không chấp nhận được bất cứ một từ ly dị nào trong ngôi nhà này. Đám cưới này sẽ được tổ chức bố ạ. Con không muốn mất thêm thời gian trì hoãn nữa. Chị. Vậy thì tốt rồi. Bố bảo hai đứa cứ bàn tính thật kỹ, cần gì cứ bảo bố. Để bố lên thắp hương, báo cho mẹ tin vui này nhé. Chị nói thật đấy à? Chị đi làm đây. Chị. Đúng là điên. Mấy đơn hàng sáng sớm em đã gửi đi rồi chứ? Chỉ còn một bó lúc 10 giờ thôi ạ. Sáng mai có một đám cưới cần trang trí xe hoa lúc 4 giờ sáng vì họ phải đi xa. Yêu cầu nơ tím. Em kiểm tra, nếu hết thì làm ngay nhé. Dạ em biết rồi ạ, em sẽ kiểm tra. Em xem, anh cho khách ký hóa đơn thế này được chưa? Vì lúc nãy xe ông không chở hết, em nhờ anh Long. Anh Long nhận lời mà. Em ra xe, gỡ hoa giúp chị. Vâng. Lần sau anh không cần phải làm như vậy đâu. Em vẫn ngại chuyện hôm nọ đấy à? Tôi đã nói dù Lan có lấy chồng thì chúng ta vẫn là bạn cơ mà. Nhưng tôi không muốn anh rơi vào những tình huống khó xử. Chỉ cần Lan hiểu cho tôi như thế thì không có gì phải nghĩ đâu. Thôi tôi không làm phiền Lan nữa, tôi phải qua cửa hàng. Tôi xin phép. Sao vội đi thế? Ở lại đã. Tôi xong việc ở đây rồi. Hai người có việc gì à? À, đây là cửa hàng hoa, tôi đến để mua hoa. Nhân tiện đây tôi cũng muốn anh chúc mừng cô giáo của mình. Tôi vừa cộng. Mình cũng ít mặc đến, may như vậy hơi lãng phí. Chỉ cần thuê là được rồi. Thế cũng được, vậy mình đi luôn nhé. Alo ạ? Dạ, vâng, em khỏe rồi anh ạ. Dạ, không vấn đề gì anh ạ. Dạ không ạ, em sẽ đi anh ạ, anh yên tâm. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dạ, vâng em chào anh. Anh có nhiệm vụ phải đi gấp, em lên mạng xem tạm vậy nhé. Anh có bảo với bố mẹ là tối em sẽ qua ăn cơm rồi bàn chuyện cưới xin luôn. Em bớt chút thời gian qua nấu cơm giúp mẹ nhé. Anh đi đây. Em chào anh ạ. Chào em. Khiếp, chưa cưới mà anh Toàn chỉ đạo chị ghê thế. Người như anh Toàn đảm bảo sau này cưới về cũng chẳng giúp được gì cho chị đâu. Sao em lại nói thế? Thì bao lần đến đây em thấy anh có làm gì đâu. Cửa hàng bao nhiêu là việc, anh ấy toàn đứng đút tay vào túi quần. Mà em thích anh Long hơn, ga lăng lại nhiệt tình.
người như anh ấy lấy làm chồng thì mới sướng. Thế em lấy anh ấy đi. Ôi em ấy à? Anh yêu chị mà. Gọi được cho Toàn không con? Anh ấy vẫn không nghe máy bác ạ. Chắc nó đang làm nhiệm vụ. Thôi, để phần cho nó là được rồi. Ăn cơm đi con. Công việc của Toàn như thế, con thông cảm cho nó. Thông cảm và chấp nhận là chuyện không phải nói. Là vợ một chiến sĩ công an cũng là một vinh dự đấy. Này, bác đã xem ngày để sang bên con thư chuyện rồi. Lát nữa bác sẽ đưa giấy để cho con nhớ. Bác cũng nói trước để cháu biết. Mọi chi phí đám cưới bên nhà bác sẽ lo. Tổ chức đưa đón thế nào thì bàn với thằng Toàn. Đến hôm nay sang nhà cháu thì bác sẽ nói chuyện với bố cháu. Dạ. Hôm trước Toàn nó cũng nói với hai bác. Vì ở bên nhà có mỗi một mình bố con, nên hai bác sẽ đỡ cho ông ấy tất cả các khâu. Chỉ cần bố con xem chỗ nào nấu cỗ tử tế và chọn món ngon là được. Vâng ạ. Đó là sở trường của ông thông gia rồi còn gì, phải không? Vâng ạ. Thôi ăn đi cháu. Cháu mời hai bát ăn cơm ạ. Ăn đi con. Ăn nhiều vào. Phụ nữ giai đoạn này rất cần sức khỏe và chất dinh dưỡng. Hai đứa cưới nhau xong không được kế hoạch đâu đấy nhá. Phải tính chuyện có em bé ngay. Nhà mình neo người, trai gái không quan trọng. Thôi nào, đang bữa cơm, vừa ăn vừa nói là đau dạ dày đấy. Bà đừng nói nữa, để cho nó ăn. Được rồi, ăn đi con. Này, đứng đây. Con này, không nghe tao gọi à? Tôi không đi. Đi. Anh điên à? Khách gọi mày đấy. Bỏ tôi ra đi, tôi đang làm việc. Đi ra ngoài. Làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra. Nhanh lên. Đi. Anh phải để cho tôi lấy áo khoác đã chứ. Lạnh. Tao bảo mày đi. Mày có muốn mất việc không? Khách chờ từ nãy giờ. Tôi tự đi được. Bỏ ta đi. Giờ này mà chị còn ngồi làm mấy cái trò này à? Cả ngày hôm nay ông Toàn có gọi điện cho chị không? Đây trong giờ làm anh ấy ít gọi lắm. Đảm bảo bây giờ chị mà gọi thì lão không nghe máy đâu. Có chuyện gì à? Chị đừng cưới ông Toàn nữa. Mọi chuyện đã lên kế hoạch rồi, em đừng nói linh tinh nữa. Em hỏi chị nhé, chị có thật sự tin tưởng ông Toàn không? Anh ấy yêu chị mà. Yêu chị? Yêu chị mà dẫn gái vào nhà nghỉ á? Chính mắt em nhìn thấy. Ai chứ ông Toàn thì em không nhầm được đâu. Chắc anh đang đi làm nhiệm vụ ấy mà. Có lần anh kể đi phá án cho nhà mình nghe là gì? Đấy là ông ấy chỉ phòng trước như thế để nếu gia đình mình có gặp. Làm nhiệm vụ gì? Có mà ngủ với gái thì có. Em mất cả tiếng đồng hồ để ngồi ở ngoài rình đấy. Vẫn không được tay. Thì chỉ tổ bị người ta lừa thôi. Đúng là ở đời cũng đừng nên hiền quá. Mà yêu nhau 6 năm em chẳng mấy khi thấy chị cười cả. Yêu nhau còn thế thì sau này lấy nhau về thế nào? Chị bỏ quách ông ý đi. Người như chị thì lấy đâu chẳng được người tử tế gấp vạn lần lão ta. Chồng sắp cưới của chị có bồ, và chính mắt con đã nhìn thấy hai người dắt díu nhau vào nhà nghỉ.
thế xong có nói với cái Lan về chuyện đó à? Vâng ạ. Ui giời ơi, tại sao con làm cái việc gì cũng theo ý mình thế nhỉ? Bây giờ lớn rồi, nói gì làm gì thì cũng phải để ý đến cái hậu quả của nó. Bây giờ chị con nó hủy bỏ cái đám cưới thì sao? Hủy thì có sao đâu ạ. Loại đàn ông lăng nhăng như thế thì lấy làm gì? Thả sống một mình còn hơn. Im đi. Bà có con nữa, dọn đồ đi, về nhà chồng xin lỗi người ta. Và từ bây giờ trở đi, đừng có nghĩ ra những chuyện nhố nhăng nữa. Bố, bố đuổi con. Đúng. Bây giờ bên đấy mới là gia đình của con. Cho hoa vào đi em. Bỏ bán ba xong rồi em ơi. Anh này, hình như dạo này nhà chú Lâm có chuyện gì hay sao ấy. Em trông chú có vẻ mệt mỏi lắm. Chẳng có chuyện gì đâu. Cô con gái thứ hai mới lấy chồng giàu sang. Còn hai cô kia công việc cũng ngon lành cánh đào rồi. Nhà chú Lâm không đến nỗi khó khăn gì cả. Có gì mà phải nghĩ. Đi làm như anh em mình, đủ ăn là đã sướng lắm rồi. Đằng này người ta đi làm đủ ăn, lại xinh lắm chuyện. Chắc chú Lâm bị bệnh dạ dày hành hạ thôi. Khổ thân, từ khi xuất huyết dạ dày mà chú lúc nào cũng mệt mỏi như thế. Con hỏi được bạn bè chị Lan chưa? Nhưng mà chị Lan có nhiều bạn đâu. Mấy chị chơi thân còn gọi điện hết rồi ạ. Không hiểu nó đi đâu nữa. Bố gọi điện cho thằng Toàn nó cũng không nghe máy. Hôm nay con về nhà sớm nhé. Chị Thiên ở nhà có một mình thôi. Con vừa về đến cổng thì bố gọi. Hôm nay công ty chẳng có việc gì cả nên là con về sớm. Bò xà bán ba có chứ anh ơi? Anh làm xong lâu rồi, sao không vào bê ra cho khách đi? Em lo chạy bàn nên chưa vào kịp. Thôi bê đi. Để cho anh, đi ra. Vâng. Thịt bò nguội thế này mà chúng mày còn mang ra cho khách, khách phàn nàn thì ai chịu trách nhiệm hả ai từ chúng mày? Anh góp ý thì cũng nhẹ nhàng thôi. Hôm nay thiếu người, bọn em cũng làm hết sức rồi. Nhưng mà khách phàn nàn vì món ăn thì chúng mày không phải chịu trách nhiệm đâu mà chúng mày trả tôi mồm. Đáng lẽ chúng mày xào xong thì chúng mày phải gọi ngay nhân viên phục vụ để người ta bê ra. Đằng này chúng mày lại đứng buôn dưa lên, buôn điện thoại. Anh Tân, anh nói gì thì phải nói cho đúng, chứ bọn này chưa ngơi tay tí nào đâu. Nguội thế này tao không mang cho khách nữa. Sao lại đĩa khác, đĩa này chưa với lương của chúng mày, để cho lần sau chúng mày nhớ. Này, anh bỏ cái thói hạch sách người khác đi nhá. Hạch sách ai chứ hạch sách thằng này, đừng có hỏng. Làm sao bây giờ mày còn dám bật cả tao nữa à? Không sao hả? Thôi anh ơi, tao không đánh. Tân, có cần nhá. Tao không đánh. Kìa, Tân, có quá mọi người có nghe tôi không? Thôi cơ mà. Chỗ này, thôi. Thích đánh nhau thì ra ngoài. Chỉ là xích bích nhỏ thôi mà, không sao đâu. Khách gọi mì sao, phở sao, bao nhiêu lâu không mang lên cho người ta. Làm khẩn trương đi, tôi quay lại lần nữa, các cậu đừng có trách tôi, nhớ. Vâng. Vâng ạ. Vâng. Hai thằng cũng đứng thộn ra đấy làm gì nữa, chuẩn bị đồ xào đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Lan ơi, chị Lan, có người đến tìm chị này. Ừ. Thôi, chị đi ra đi. Kìa. Kìa anh Toàn. Anh đến đây làm gì? Chị Lan hiểu lầm anh Toàn, nên anh Toàn muốn nói chuyện với chị Lan ạ. Anh nói chuyện với em một chút thôi. Còn cái gì nữa mà nói? Chính mắt tôi đã nhìn thấy. Bây giờ tất cả những gì anh giải thích cũng chỉ là ngụy biện thôi. Anh đi về đi. Chị không muốn gặp anh đâu. Kìa chị. Mày thì biết gì mà nói. Đi vào. Chị đi với anh Toàn một lát rồi chị về. Chị... Yêu nhau bao nhiêu năm, em không hiểu anh là người thế nào sao? Tại sao em lại nghĩ anh có thể làm những việc như vậy?
Biết người yêu đi vào nhà nghỉ, em cũng không được phép tỏ thái độ của mình à? Em tỏ thái độ bằng cách bỏ đi, không chịu nghe anh giải thích. Còn anh thì luôn áp đặt. Anh chỉ biết bản thân mình. Anh không chịu nghĩ xem em sẽ suy nghĩ gì. Câu trả lời của anh luôn là anh đang bận, anh đang có việc. Đấy là công việc của anh, em cũng biết. Tại sao em cứ thắc mắc vớ vẩn thế? Anh đi làm nhiệm vụ, em luôn ủng hộ và động viên anh. Chưa bao giờ em trách móc anh cả. Vấn đề em đang muốn nói ở đây là thái độ gia trưởng của anh. Anh luôn áp đặt mọi việc, bắt em phải suy nghĩ theo cách suy nghĩ của anh. Vì anh cảm thấy đấy là điều tốt nhất cho em. Em đâu phải cái máy để anh lập trình. Em có cảm xúc, có suy nghĩ của riêng em. Có bao giờ anh làm một việc gì đó, anh nghĩ sẽ làm em buồn chưa? Ví dụ? Không phải là chuyện gì quá lớn để em có thể kể ra, nhưng nó cứ tích tụ dần. Nhiều lúc em cảm thấy oải quá. Ý em là yêu anh em cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi em có cảm giác như vậy. Em không còn yêu anh nữa phải không? Anh đã linh cảm đến điều này. Nhất là khi anh nhìn thái độ em lúc anh bảo em nghỉ dạy ở lớp cắm hoa. Có phải vì anh ta không? Vấn đề là ở em và anh, chứ không phải người thứ ba nào hết. Em với anh Long chỉ là mối quan hệ xã giao đơn thuần. Anh thì anh không nghĩ như vậy. Anh vừa nói là nếu em yêu anh thì phải tin anh và hiểu anh. Nhưng đã bao giờ anh tin em và hiểu em chưa? Chỉ là do anh quá yêu em và sợ mất em thôi. Cái đó đâu gọi là tình yêu, mà là sự chiếm hữu. Em cần một người yêu em, hiểu em, chứ không phải một người giữ em như một món đồ, thích đặt đâu thì đặt. Em cũng có cảm xúc của riêng mình chứ. Em thay đổi quá nhiều rồi Lan ạ. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta phải dứt khoát để khỏi làm khổ nhau. Em không thể cam chịu mãi được. Suy nghĩ của em làm anh quá bất ngờ đấy. Chưa bao giờ anh nghĩ em yêu anh mà lại bị đày đọa như thế cả. Em chỉ muốn cả em và anh cùng suy nghĩ. Còn như vậy thì chúng ta mới có thể tiếp tục được. Em yêu anh thì em phải yêu chính con người anh chứ. Em đừng bắt anh phải thay đổi. Nếu như em yêu anh mà cảm thấy mệt mỏi thì thôi, tốt nhất chúng ta nên chia tay đi. Em không ngờ anh lại quyết định nhanh như vậy. Em thấy hoài nghi về tình cảm của anh. Yêu nhau 6 năm rồi, chứ có phải là vài ngày đâu mà em nghĩ anh dễ quên đến như thế. Nhưng anh là người sống bằng lý trí. Anh biết dứt khoát như vậy sẽ rất đau, nhưng mà sẽ qua nhanh thôi. Còn hơn cứ để lâu và âm ỉ. Em chọn món đi. Long... Thực ra thì hôm nọ anh có hỏi mấy giáo viên ở trường mới biết Lan kém mình đến 5 tuổi. Thực ra thì tôi... Đây không phải là lớp học, mà chúng ta cũng chẳng có quan hệ họ hàng gì cả. Nên người ít tuổi hơn đương nhiên phải làm em. Chưa kể người đó lại là phụ nữ.
nói với anh nữa. Bố có sao không ạ? Cái tiền với cái Vi đâu rồi? Gọi hết xuống đây bố nói chuyện. Bố say rồi đấy ạ. Để con đi pha cho bố cốc nước chanh. Bố hoàn toàn tỉnh táo. Không được nói bố say nghe chưa? Dạ vâng. Nhưng mà bố cứ để con pha cho bố cốc nước, uống cho đỡ mệt bố ạ. Ai nói bố mệt? Bố đang rất khỏe đây này. Gọi hai em con ra đây. Tiên đang ở quê mà bố. À ừ nhỉ. Ờ, mà nó không về quê thì nó cũng phải ở nhà chồng chứ. Gọi cái Vi xuống đây cũng được. Vi phải làm thêm nên cũng chưa về ạ. Ờ, tốt. Làm việc là phải có trách nhiệm. Phải không quản ngày đêm thì công ty họ mới quý. Chứ chưa làm mà đã tìm cách trốn việc thì hỏng. Quá hỏng. Bố ơi, có phải là chị em chúng con làm bố buồn lắm đúng không ạ? Các con là vốn sống, là niềm tự hào của bố. Đứa nào cũng xinh đẹp ngoan ngoãn, sao bố phải buồn chứ? Bao nhiêu năm nay con có bao giờ thấy bố say đâu. Xã hội đổi mới thì tính cách con người nó cũng phải khác đi chứ. Mà bố cũng chỉ uống có vài vại thôi, say làm sao được. Nhưng mà bố vốn là người không thích thay đổi, và cũng không thay đổi được. Chúng con đều biết điều ấy mà. Tại sao các chị lúc nào cũng nghĩ là tôi cổ hủ hả? Con không có ý đó. Nhưng mà đúng là con thấy không nhưng nhị gì hết. Bố nghĩ kỹ rồi. Từ bây giờ trở đi, bố sẽ không nhắc nhở đứa nào về chuyện chồng con nữa. Thiên hạ có nói, nhà này toàn bom nổ chậm, cũng mặc xác. Con xin lỗi bố. Con có lỗi lầm gì mà phải xin. Bố cảm thấy tự hào vì sinh được ba chị em chúng mày. Đấy, như mấy đứa con nhà bà Thơm bán phở đấy. Đứa thì nghiện ngập, cờ bạc. Nói chung là có đứa nào lấy được tấm chồng tấm vợ tử tế đâu. Xưa nay có bao giờ con thấy bố bình phẩm về chuyện nhà hàng xóm đâu ạ. Khổ quá nhỉ. Đã bảo ngày xưa khác ngày nay khác. Mà bố cũng chỉ nói trong nhà, chứ có ra ngoài buôn dưa lê đâu mà con phải lo. Bố dành dụm được ít vàng để làm của hồi môn cho ba chị em. Hôm trước bố có đưa cho cái tiền một ít. Còn chỗ này bố đưa cho con. Sau này con sẽ thay bố chăm sóc các em. Bố, sao tự nhiên hôm nay bố lại nhắc đến chuyện này? Hay là bố thấy trong người không khỏe chỗ nào? Để con đưa bố đi khám bác sĩ. Vơ vẩn. Bố khỏe, chả bệnh tật gì hết. Ờ, bố giao lại số vàng này cho con. Vì thấy con cẩn thận cho nên muốn nhờ con cất thôi. Bố ơi, có chuyện gì bố không được giấu chúng con đâu bố nhá. Bố nhớ rồi. Vi, Vi ơi. Vi chưa đi làm về, con đã nói với bố rồi còn gì. Bố quên. Bố để con ạ.
Bố uống nước ạ. Bố xin. Uầy, thật là hấp dẫn không thể chịu nổi. Thật không? Thật mà, em có bao giờ biết nói dối đâu. Này, hấp dẫn như thế nào? Tươi giói, béo ngậy, thơm lừng. Này, tại sao em miêu tả về một con người mà toàn dùng những tính từ mạnh như thế à? Người nào? Em nói lừa lầu mà. Bây giờ anh đã hiểu tuýp người có tâm hồn ăn uống là như thế nào rồi. Tuyệt gì vời. Anh ăn đi. Rồi kệ anh, em gan đi. Thế để em gắp cho anh ăn nhá. Rồi em gan đi. Bảo ăn mà cứ nhìn chằm chằm như thế thì làm sao mà người ta dám ăn. Để anh Trần thì bỏ cho em nhé. Ngon thế. Em ăn thử xem. Mềm. Ngọt. Đình của đình ý. Tặng em. Tặng em á? Uầy, xích tay à? Sao anh tưởng người ta gọi đấy là cái lắc tay? Xích hay lắc thì cũng chọc vào tay hết cả mà. Cũng đúng. Mà định đút lót em vụ gì đây? Này, không, không. Nghi lắm. Không có gì đâu nhá. Sao tự dưng lại tặng quà cho em? Khai mau. Thì tại... Thực ra... Vi. Thực ra... Anh muốn nói là... Anh muốn làm người yêu của anh. Em muốn làm người yêu của anh. Anh muốn làm người yêu của em. Anh vừa nói gì? Anh tỏ tình với em ạ. Ừ. Không được à? Tại địa điểm này, trong cái không gian nghi ngút khói như thế này á. Ừ, có sao đâu. Em đã dạy anh bao nhiêu lần cách tán gái là phải như thế nào rồi hả? Nhưng mà em đâu phải là Phương. Thế em không phải là con gái chắc? Thì thực ra là anh nghĩ là anh với em đã quá hiểu nhau rồi. Với cả cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió thì chỉ cần tấm lòng là đủ chứ. Em không thích à? Hay là không đồng ý? Cũng không sao đâu. Thực ra là anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là em sẽ từ chối rồi. Em khóc đây à? Vi ơi, anh không có ý xúc phạm em đâu. Thực ra là anh xin lỗi. Anh không có ý gì hết. Lỗi gì mà xin lắm thế? Thực ra em... Dạ, em hạnh phúc quá. Anh chuyển tiếp thịt bò cho em nhé.
anh yêu em. Gì cơ? Anh yêu em. Khỏi vào mắt em cay quá.